Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Ngọ, tìm ra cơ hội ẩn tàng trong thách thức. Bước sang tháng Quý Sửu, những chủ ngựa sẽ có một tháng mới không ít những thử thách và trong đó vẫn tiềm ẩn các cơ hội dành cho con giáp này. Đây là lúc bạn cần phải đầu tư nhiều thời gian, công sức hơn cho những việc mình đang làm nếu không muốn nhận những thành quả xấu, sẽ có những thành quả tích cực đem về cho bạn. Thách thức lớn nhất với những chủ ngựa vào tháng Chạp là do cục diện tương hại thái tuế gây ra. Con giáp này rơi vào vòng kìm kẹp khi chịu áp lực từ cấp trên và còn phải phân tâm để lo đề phòng đối phó với những chiêu trò mà tiểu nhân gây ra. Lại thêm nguyệt lệnh lâm tuyệt khiến cho vận khí giảm sút mạnh, hầu như bản mệnh không gặp may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Về phương diện tài lộc, tháng này không phải người tuổi Ngọ không có cơ hội gia tăng thu nhập cho mình. Sự xuất hiện của một số các tinh vẫn mang tới cho bạn các khoản thu bên lề. Tuy nhiên, do vận khí ẩn tàng hung họa, bản mệnh sẽ phải rất vất vả để giữ được tiền trong tay. Nếu biết tích góp, chi tiêu hợp lý, bạn vẫn có thể xây sở ổn thỏa cho cuộc sống hàng ngày và thực hiện được các kế hoạch sắm sửa đón Tết. Vận trình tình cảm cuối năm của người tuổi Ngọ khá bất bát, bạn khó lòng vực dậy mối quan hệ khi mà số lần tranh cãi ngày càng gia tăng, mâu thuẫn leo thang tới đỉnh điểm. Người độc thân tuy sốt ruột với tình trạng hiện tại nhưng cũng không thể nào thay đổi được gì, tinh thần khá chán nản. Sức khỏe cũng có dấu hiệu đi xuống do áp lực tinh thần quá lớn khiến cho sức khỏe của con giáp này giảm sút đáng kể. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, suy nghĩ tính toán thiệt hơn để thấy cuộc sống không bể tắc quẩn quanh. Chỉ khi tinh thần ổn định, lúc ấy sức khỏe của bản mệnh mới được cải thiện. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Ngọ qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng mới, dự báo người tuổi Ngọ sẽ phải chịu không ít những áp lực trong công việc. Vận khí giảm sút kéo theo con đường sự nghiệp có nhiều biến động bất lợi. Nhiều hạng mục đầu tư không được tiến hành như dự kiến hoặc có làm nhưng đạt kết quả còn khiêm tốn. Do tương hại thái tuế cản trở, thêm nguyệt lệnh lâm tuyệt, áp lực công việc đè nặng trên vai người tuổi này. Điềm báo cho thấy vẫn sẽ luôn phải cần phải đề phòng cảnh giác những kẻ tiểu nhân và đối thủ kề bên. Đã vậy, áp lực từ cấp trên liên tục gia tăng, công sức bỏ ra có thể không đạt được như kỳ vọng. Sự cạnh tranh, đố kỵ trong môi trường làm việc cũng khiến cho con giáp này phải đau đầu, dù chỉ muốn yên phận làm tốt công việc và nhiệm vụ của mình. Nhưng ở những ngày cận kề năm mới này, bản mệnh thường phải đối mặt với những lời đâm thọc, chọc ngoáy, mâu thuẫn nội bộ. Khối lượng công việc khá lớn, nếu không có những người xung quanh giúp đỡ thì e rằng con giáp này khó có thể hoàn thành được công việc đúng như dự kiến. Tuy nhiên, tâm tính cao ngạo cũng khiến cho bạn khó mở lòng nhờ vả ai đó. Nếu tự tin vào bản lĩnh của mình, bạn hoàn toàn có thể tự đảm nhận một mình mà không cần phải trông chờ vào một ai. Bên cạnh đó, những chú ngựa cũng cần song sáo, chủ động hơn trong mọi việc. Đừng để phải đợi đến khi người khác giao phó, chỉ bảo mới làm. Bởi như vậy, thành công mà bạn có được chỉ mãi đứng sau người khác. Sự chủ động tích cực cũng giúp cải thiện hình ảnh của bạn trong mắt cấp trên. Ngoài ra cũng cần phải bình tĩnh để làm từng việc một. Càng sốt ruột, hoảng loạn thì càng dễ mắc sai lầm. Nhìn chung, đây là lúc mà bạn cần đầu tư nhiều thời gian, công sức hơn vào những việc mình đang làm nếu muốn nhận về thành quả tốt đẹp. Tuy nhiên, bên trong những thách thức vẫn còn có thể thấy những cơ hội đang tiềm tàng, nhất là khi tháng này người tuổi Ngọ vẫn có sự hậu thuẫn của những các tinh như tử vi giải thân. Nếu có thể chăm sóc, nỗ lực nhiều hơn, giảm suy nghĩ khác biệt để phá bỏ những điều lỗi mòn cũ kỹ,
từ đó sẽ có thể tìm ra con đường mới mẻ đầy khả quan hơn. Hiện nay là tháng Chạp, Tết đã đến gần rồi, hãy cố gắng hoàn thiện cẩn thận từ những chi tiết nhỏ nhất, vấp ở đâu, đứng dậy ngay tại đó, không ngừng thúc đẩy bản thân tiến về phía trước. Sự cố gắng của bạn rồi sẽ đem tới cho bạn những kết quả rất đáng tự hào. 2. Luận về phương diện tài chính. Trong tháng Quý Sửu này, tình hình tài lộc của người tuổi Ngọ có tăng có giảm, vận trình tốt xấu cũng phụ thuộc vào khả năng tích lũy và thói quen chi tiêu của người tuổi Ngọ. Tháng này không phải không có cơ hội để gia tăng thu nhập. Sự xuất hiện của một số các tinh như giải thần, thiên tài vẫn mang tới cho bạn những khoản thu bên lề. Tuy nhiên, do vận khí ẩn tàng hung họa khi nguyệt lệnh lâm tuyệt nên con đường tiền bạc có thể có nhưng rồi cũng sớm đi. Bản mệnh phải rất vất vả để giữ được tiền trong tay. Với người làm công ăn lương, bạn hầu như không có khoản thu mới. Nhưng tháng này sẽ có thêm một khoản đáng kể từ thưởng Tết nên bạn vẫn có thể trông đợi vào đó. Nếu biết tích góp chi tiêu hợp lý, bạn vẫn có thể xây sở ổn thỏa cho cuộc sống hàng ngày và thực hiện được các kế hoạch sắm sửa đón Tết. Tuy nhiên, thời điểm này công việc cũng đang gặp nhiều khó khăn, những áp lực, mâu thuẫn gia tăng khiến cho những chú ngựa càng căng thẳng và khó có thể tập trung. Nếu để đầu óc sao nhãng sẽ rất dễ mắc sai lầm, để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bạn nên tự chấn chỉnh bản thân, làm việc cẩn thận để không mất tiền do nguyên nhân chủ quan. Với người làm ăn, kinh doanh, buôn bán cũng sẽ không thật sự lý tưởng. Dù thị trường ngày cận Tết có biến động, sức mua tăng nhưng vẫn chưa đạt được như mức kỳ vọng của bạn. Các khoản chi phí phát sinh nhiều trong khi kinh doanh không tăng, hầu như không có lãi nhiều. Bạn cần phải xem xét lại cách thức thực hiện, sai ở đâu thì cần sửa ngay ở đó. Có như vậy tình hình mới được chuyển biến tốt. Đầu tư tại thời điểm này thiếu may mắn, lại ít lỗ nhiều. Người tuổi Ngọ nên hạn chế tiến hành ở quy mô lớn, cần phân tích kỹ các nguồn tin, chủ động nắm bắt biến động thị trường, tránh để kẻ xấu lợi dụng làm việc phi pháp hoặc lừa gạt tiền của bạn. Đặc biệt, trở nên gom quá nhiều hàng Tết kẻo dẫn tới tình trạng tồn kho, ra Tết rất khó tiêu thụ. Bạn nên liệu cơm mà gấp mắm, tùy vào tình hình chung để có sự điều chỉnh cho phù hợp. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tháng Quý Sửu là một tháng khá bận rộn và vất vả đối với những chú ngựa. Bạn thường xuyên tập trung chủ yếu tinh lực vào sự nghiệp và công việc kiếm tiền của bạn, nơi sẽ không có nhiều thời gian cho gia đình. Nhất là khi sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên bạn phải dồn thời gian tâm sức để giải quyết, cứ thế dần dẫn tới tình trạng bỏ bê nửa kia khiến tình cảm xuất hiện những vết nứt. Nhưng chính bạn cũng không biết cách nào để cân bằng hai bên. Sẽ có những thời điểm bạn cảm thấy mệt mỏi khi vừa phải đối diện với áp lực công việc, vừa phải chịu sự hờn dỗi trách móc từ người ấy. Bạn khó lòng vực dậy trong mối quan hệ mà số lần tranh cãi ngày càng gia tăng, mâu thuẫn leo thang lên tới đỉnh điểm. Tinh thần vì vậy ngày càng sa sút. Bạn có thể sẽ nảy sinh tâm lý than trách nửa kia không chịu cảm thông, thấu hiểu cho bạn. Nhưng xét cho công bằng, chính con giáp này cũng có lỗi khi bạn luôn giấu kín mọi chuyện, một mình chịu đựng và giải quyết. Bạn cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Nếu tình yêu đủ lớn, cả hai cũng sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Còn riêng đối với người độc thân thì xúc ruột với tình trạng cô đơn của mình nhưng cũng không thể nào thay đổi được điều gì, nhất là khi Tết đang đến gần. Niềm khát khao có được người kề bên khiến bạn càng sinh ra tâm lý chán nản. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng Quý Sửu này cho thấy Ngọ hỏa gặp Sửu thổ,
Hỏa sinh xuất cho thổ nên bị suy yếu, khiến cho sức khỏe giảm sút nhiều phần. Nguyên nhân chủ yếu cũng đến từ áp lực tinh thần. Bản mệnh phải lo nghĩ về công việc cũng như đào đáo cách tìm kiếm tiền vào túi. Tình cảm lại không được như ý. Tâm lý thường xuyên bị căng thẳng, ức chế, ảnh hưởng gián tiếp tới tình trạng sức khỏe. Bạn nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, suy nghĩ tích cực hơn để thấy cuộc sống không bế tắc quẩn quanh. Chỉ khi nào tinh thần ổn định, lúc ấy sức khỏe của bản mệnh mới được cải thiện. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ vào tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 như sau. 1. Tuổi Giáp Ngọ mệnh Kim, nam sao Vân Hưởng, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, vận khí giảm sút mạnh, công danh, sự nghiệp có nhiều biến động bất lợi. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu nâu, màu đỏ. 2. Tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, đau đầu vì sự cạnh tranh, đố kỵ trong môi trường làm việc. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Hợi, tuổi Dần, màu sắc may mắn màu cam, màu hồng. 3. Tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, tiền bạc có đến nhưng rồi cũng sớm đi, vất vả để giữ được tiền nong trong tay. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Sửu, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu đen, màu đỏ. 4. Tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ, nam sao Vân Hưởng, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, tình cảm xuất hiện những vết nứt do thời gian dành cho nhau không nhiều. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu tím, màu hồng. 5. Tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, áp lực tinh thần quá lớn khiến cho sức khỏe của con giáp này giảm sút. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Hợi, màu sắc may mắn màu trắng, màu nâu.